Tình nguyện mến chào và cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại kênh Tuyệt vời năm chị em ruột trở thành tu sĩ trong vòng 2 năm Từng bước một, Chúa Giêsu đã kêu mời năm chị em Jordan, Fanska, Amada, Ruth Maria và Nazareth bước vào đời sống tu trì Câu chuyện về năm chị em ruột trở thành nữ tu, chỉ trong vòng 2 năm đã thu hút sự chú ý của người công giáo ở đất nước Tây Ban Nha. Nơi sinh ra một gia đình ngoài năm cô con gái ra, còn có hai cậu con trai nữa. Tất cả các chị đều gia nhập cùng một hội dòng Chiêm niệm Jesus Comunio được thành lập vào năm 2010 tại Bogut, phía bắc Tây Ban Nha. Người đầu tiên là Jordan, năm tiếp theo là Francisca và Amada de Jesus. Hai tháng sau đến lượt Ruth Maria. Người lớn nhất trong số năm người là Nazareth cũng đã vào dòng sáu tháng sau đó. Hành trình trở thành nữ tu của năm chị em được phổ biến trong một video của hội dòng Sơ Amada de Jesus nói rằng đây là một sự ngạc nhiên rất lớn đối với mọi người khi chúa gọi tất cả năm chị em chúng tôi vào dòng chỉ trong vòng hai năm các chị em không hề nói với nhau về đời sống ơn gọi tu trì chúng tôi không biết rằng chúa thánh thần đã khơi dậy trong chúng tôi cơn khát này sơ nói tiếp thiên chúa có chương trình của ngài và ngài biết thời gian và địa điểm dành cho mọi người trong video sơ amada de jesu kể rằng sơ đã nuôi dưỡng mối quan hệ rất đơn sơ với Chúa ngay từ nhỏ nhưng không dễ để phân định và đón nhận lời kêu gọi vào đời sống tu trì. Tại một thời điểm nào đó, tôi biết rằng Chúa muốn tôi vì Ngài, và chỉ khi nghĩ đến điều đó lòng tôi tràn đầy niềm vui, nhưng tôi cũng nghĩ rằng ơn gọi là một sự từ bỏ để trở thành một người vợ và người mẹ. Tôi đặt mình trước mặt Chúa và tôi xin Chúa đừng gọi tôi từ bỏ vì điều này. Sơ Amada de Giêsu đã tham gia một vài buổi gặp gỡ do hội dòng Giêsu Comunio tổ chức tại giáo xứ của Sơ. Trong đó các nữ tu chia sẻ kinh nghiệm về sự cứu chuộc và chữa lành. Và một thời điểm đó, Sơ Amada de Giêsu đang theo học ngành sư phạm với chuyên ngành giáo dục đặc biệt điều này đã tác động đến cuộc sống cá nhân của sơ thiên chúa ở nơi những người khuyết tật và ngài muốn có được điều tốt nhất từ tôi với tư cách là con người buổi sáng tôi nghiên cứu và suy nghĩ về những thứ đem lại điều thiết thực cho người này người kia cuối cùng sự trọn vẹn là cho đi chính mình chúng ta được tạo dựng để yêu thương và được yêu thương Thiên Chúa chính là suối nguồn của tình yêu. Khi đã nhận ra Chúa Giêsu kêu gọi dân mình cách trọn vẹn cho Chúa, Sơ Amara đã đến thưa với mẹ bề trên của hội dòng. Con cần biết liệu đó có phải là sự thật hay con đang bịa ra mọi chuyện. 13 năm đã trôi qua, kể từ ngày đó đến nay, giờ đây Amara đời Giêsu bày tỏ. Hồng ân thánh hiến quả là vô song, hôm nay tôi ở đây vì tình yêu đối với Chúa, và tôi cảm thấy Ngài yêu thương tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy mình được Chúa yêu thương rất đậm sâu, một tình yêu hoàn toàn nhưng không. Tác giả bài viết Duce Võ Tá Hoàng chuyển ngữ